game 2 mấy thứ 5. Đây sẽ là game cuối cùng của Hạo Tăng Cơ, bởi vì nếu như Hạo Tăng Cơ thắng thì bởi vì nếu như thắng là nó là Enderman Community win, còn nếu không mà nó hết mạng rồi. Anh chọn đi trước hay chọn đi sau vậy? Cho em xử nghe. Alicia. Khi thánh nữ đéo còn nhờ, khi thánh nữ đã ô nhục bạn thánh nữ đi, hãy lấy một con khác nữa. Đài, đài nô má ơi. Con đầu trâu mắt mỡ. Đài nô má ơi. Thôi ở này chờ nghe, thật ra nãy á, bác sĩ kêu trước. Một dễ đi. Nó mạnh hơn. Nãy á hả? Sợ hen cháo rồi thì đi mẹ cứ ra đài nô má chứ ở hen cháo không? Tôi đã nói rồi. Bắn xì ra vậy luôn. Rồi xong rồi. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với trận đấu cuối cùng của Hạo Tăng Cơ. Set 1 không phải là scale. Xếp vào vị trí nào? Vị trí càng thứ tư. Xếp vào vị trí scale. Xếp hai em tới. Xếp hai quá luôn. Wow. Hai cuộc chiến giữa The Brick. Các bạn đã tỏ off The Brick. Hạo đã hết năng lực nên là bây giờ Hạo chỉ cầm gạch chọi người ta thôi chứ không. No more summon. Alistair the Invoker. Từ từ em ơi, sen phong tay kìa. Sen là có. Giờ có mình nó à. Biết không được dùng chi biêu hay làm gì đó. Không được dùng monster để đây. Ai cần dùng monster? Đúng rồi, khi mình đã dùng spell. Đúng. À, bỏ mẹ đi, đánh tới đi ông nội suy nghĩ gì đó. Biết con Alistair, biết ông già quá 50 tuổi. Tại sao đéo lên nữa ở trên trung phu? Anh ơi, không chỉ anh ơi. Ở đây chúng tôi không có...
ơi. Chẳng em á. Đây chắc là chị được sợ đúng không? Không chị được sợ đúng không? Cho nó ọt cái đứng vậy 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 vậy. Chắc là chị được sợ chắc. Còn đéo lên đúng quá đấy ok rồi chắc là cảm hàng rồi ăn rồi nó có tranh thủ không vậy không nhưng mà bây giờ con này không chết một lần không chết bắt đầu thôi nói chuyện hay phiêu em chết bỏ nào không phải em chơi hai bắt lấy xe đây đây em tại đâu mà cầm trái tưởng nãy giờ Rin sợ gì Rin bảo chờ chẳng lẽ giờ ốc ném gà mai vô con này nữa chắc tôi quỳ ốc có gà mai nữa ốc ném được thêm được tôi cũng quỳ ốc mạnh quá thì nuôi nhân cho hai tài xế nó không biết con này xuống trời ơi trời ơi cái này là Đại Nô Mai công tim rồi Đại Nô Mai anh hả thì ra là thích đến này á khổ nào á thì đó cắm kêu hai đi quyết định không bê sò sò đây không bê sò sẽ không được rõ xong áo rõ lên con một con nữa thì gõ bánh đầu cái gì nguyên con rô này lóc bờ ao rô rồi à xin lỗi tôi nhầm nước này phải nhầm rồi rô Đại Nô Mai trời ơi mạnh chèn bay nhẹ từ Đại là đang bị xô này thì chắc là không chết rồi chưa đâu con quỷ này 26 rồi rồi chị biết nhớ vậy là các bạn không mới tôi chỉ nhớ được con này thôi chết gì sao đấy là sao là chết gì sao đấy à sai đấy thì rút hả thì chuyện chết gì sao đấy là bình thường mà giống như bạn rút lên thiên thành mà bạn không chọn được thôi chuyện nó cũng bình thường thấy ốc ốc tên nào đánh quay tay kinh quá bạn sai thiên thành và thì ra sau ốc cắm ra quân xuống phải luôn giờ phải nói một xong mình xuống thôi mày về cuốn em là ok rồi ok game cuối chắc là Hảo bắt tay rồi ok Hảo đã bị lọt.